Ngày 7 tháng 7 là ngày hết hạn sau 6 tháng đấu giá 4 khu đất tại khu đô thị Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh với giá khủng. Đơn vị trúng đấu giá cao gấp 8 lần giá khởi điểm, mức giá cao nhất lên đến 2,47 tỷ đồng một mét vuông. Nhưng hiện không có doanh nghiệp nào nộp tiền mua tài sản. Do vậy, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản báo cáo gửi các cơ quan chức năng gồm Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Sở Tài nguyên Môi trường, trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hủy kết quả đấu giá 4 lô đất trên để cơ quan thuế có cơ sở xử lý thông báo nộp tiền sử dụng đất, thông báo lệ phí trước bạ theo quy định. Theo đó, hai doanh nghiệp sau cùng là công ty cổ phần Dream Republic và công ty cổ phần Shin Mega có văn bản xin kéo dài thời gian nộp tiền trúng đấu giá đất nhưng không được chấp thuận. Sau đó, hai doanh nghiệp này cam kết sẽ thanh toán khoản tiền 100 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước trước ngày 30 tháng 4 để thể hiện thiện chí tiếp tục thực hiện dự án và các khoản phí liên quan, bao gồm tiền phạt chậm nộp đến tháng 9 năm 2022 nhưng không được chấp nhận. Đến ngày hết hạn nộp tiền, hai doanh nghiệp này vẫn không nộp. Riêng công ty Bình Minh và công ty Ngôi Sao Việt ngay từ những tháng đầu đã có văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, nhưng đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa hủy kết quả đấu giá. Theo quy định, nếu hết hạn mà 4 doanh nghiệp không nộp tiền trúng đấu giá, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có quyền thu hồi quyết định công nhận trúng đấu giá và doanh nghiệp sẽ mất số tiền 20% trên giá khởi điểm mà 4 doanh nghiệp đã nộp là 1.058 tỷ đồng trước khi tham gia đấu giá.